Giang Hồ, Quân Idol và đồng phạm ra tòa với 7 tội danh. Giang Hồ miền Tây Quảng Trị, Quân Idol cùng 8 đồng phạm hầu tòa trong vụ án liên quan đến ma túy. Đe dọa giết người, cho vay lãi nặng, bắt giữ người trái pháp luật. Các bị cáo tại phiên tòa. Hôm nay, 28/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Quốc Quân, còn gọi là Quân Idol. 33 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cùng 8 đồng phạm. Quân Idol ra tòa với 7 tội danh. Trong đó 3 tội liên quan ma túy, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, do thẩm phán Phan Hồng Phước là chủ tọa. Phiên tòa được thắt chặt an ninh với sự có mặt của hàng chục công an. Từ 7 giờ 30 phút sáng, các bị cáo lần lượt được dẫn giải đến phiên tòa. Toàn cảnh phiên tòa. Quân bị xét xử với 7 tội danh: vận chuyển trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàn trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài Nguyễn Quốc Quân còn có 8 bị cáo khác. Bị cáo Quân Idol trong phiên xét xử. Theo hồ sơ, Nguyễn Quốc Quân có 4 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 2009, 2010, 2013 và 2015. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, từ năm 2021, 2023, Quân đã thuê, rủ rê, chỉ đạo, điều hành nhiều đàn em thực hiện các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản. Do nghi ngờ anh Thái Văn Trung, công an huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, dò hỏi thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội của mình nên Quân đã thực hiện hành vi đe dọa giết anh Trung. Hội đồng xét xử đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.